Tử vi năm Giáp Thìn 2024, tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, vượt qua khổ nạn, ắt được bình an, tay trái gom bạc, tay phải hốt vàng. Năm sinh dương lịch từ 21 tháng 1 năm 1985 đến mùng 8 tháng 2 năm 1986. Năm sinh âm lịch Ất Sửu, thiên can Ất tương hợp canh, tương hình kỷ tân, địa chi Sửu, tam hợp tị dậu Sửu, tứ hành xung, thìn tuất Sửu mùi, mệnh hải trung kim vàng trong biển, tương sinh thủy thổ, tương khắc mộc hỏa, mạng hải trung kim vàng dưới biển, khắc bình địa mộc, con nhà bạch đế phú quý, xương con trâu, tướng tinh con chó, ông quan đế độ mạng. Ất Sửu với nạp âm hành kim do can Ất Mộc ghép với chi Sửu thổ, mộc khắc nhập thổ bằng can khắc chi, cuộc đời nhiều thử thách và trở ngại ở tiền vận. Trung vận khá hơn vì hành thổ của chi Sửu sinh nhập hành kim của nạp âm. Hành giữa can và nạp âm không tương hợp ngũ hành nên vài năm ở hậu vận thường xảy ra nhiều vấn đề không được xứng ý toại lòng như ước nguyện. Sửu Ất Sửu thuộc mẫu người cẩn trọng, làm việc gì cũng chu đáo, ít bị sai lầm. Đặc tính của can Ất, mẫu người trung hậu, thủ tín, cẩn thận trước mọi vấn đề nên thường chậm chạp, cầm tinh con trâu, nhiều bảo thủ nhưng giản dị trong cuộc sống và có tinh thần cách mạng cao độ. Ưu điểm các tuổi Sửu là tính kiên trì, tinh thần trách nhiệm cao, cân nhắc tỉ mỉ trước khi hành động. Khuyết điểm là rất cố chấp, bướng bỉnh, luôn luôn theo ý kiến của mình dù được nhiều người có kinh nghiệm khuyến cáo. Sinh vào mùa xuân, mùa thu là thuận mùa sinh. Ất Sửu hợp với tuổi giờ ngày tháng năm, Đinh Tỵ, Tân Tỵ, Quý Tỵ, Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Dậu, Đinh Sửu, Tân Sửu, hành thổ, hành kim và hành thủy, kỵ với tuổi giờ ngày tháng năm, Kỷ Mùi, Quý Mùi và các tuổi mạng hỏa, mộc, mang hàng can, canh tân. Ất Sửu số mạng cuộc đời, bà con họ hàng chẳng nhờ chẳng trông, anh em xung khắc chẳng gần, người dưng giúp đỡ, thích thân chẳng nhờ, phụng thờ có quý nên duyên, lợi danh được chút, hảo huyền mà thôi. Tánh người hơn tránh thật thà, làm ơn cho bạn sau này phản ngay, bạc tiền trợ giúp hỏi vay, ăn rồi lấy dao trở tay đâm mình, bụng người cũng có tánh linh, nghi ai thì có thiệt tình chẳng sai. Số phải tu niệm ăn chay, không thì khổ não, bị mang giam cầm. 2. Chi tiết tử vi Ất Sửu 1985 năm 2024. Xét về ngũ hành, luận tử vi Ất Sửu năm 2024, ngũ hành của người tuổi này, kim gặp ngũ hành hỏa của năm Giáp Thìn, quan hệ khắc nhập xấu. Theo đó, năm Giáp Thìn với người hành kim, sức khỏe cần hết sức lưu tâm. Bởi đây là người tuổi này dễ bị mắc bệnh tật hoặc là bị ốm đau. Cùng với đó, về công việc của bạn không thuận lợi, dễ vướng vào chuyện khó khăn và kinh doanh không được như ý muốn. Mối quan hệ của gia đình không tốt, nhiều chuyện mâu thuẫn nảy sinh, ảnh hưởng đến tình cảm. Tháng xấu nhất trong năm là tháng 8 âm lịch, chú ý về tình cảm và phương diện tài lộc. Xét về thiên can của tuổi Ất ngũ hành mộc gặp thiên can Giáp Thìn, thiên can Giáp ngũ hành mộc là bình hòa. Theo tử vi Ất Sửu 1985 năm 2024, trong năm này, mệnh chủ có công việc bình thường, nhiều cơ hội kiếm ra tiền bạc, nhưng cơ bản chỉ đủ để đảm bảo những khoản chi tiêu công việc cũng như cuộc sống. Bên cạnh đó, người tuổi này thiên can thuộc mộc âm, gặp năm có ngũ hành thiên can mộc dương nên có sự tính toán, được quý nhân giúp đỡ công việc, xuất hành đi xa năm này còn được lợi. Xét về địa chi, theo tử vi tuổi Ất Sửu năm 2024, địa chi Sửu của tuổi này có mối quan hệ tứ hành xung đối với địa chi Thìn của năm 2024. Chủ mệnh trong năm Giáp Thìn, công việc làm ăn kinh doanh có thể gặp nhiều chuyện bất lợi. Bên cạnh đó, bản thân sẽ vướng mắc vào những chuyện thị phi, gia đạo hoặc họ hàng chú ý về chuyện buồn phiền đưa tới. Ngoài ra, tuổi này di chuyển công việc trong năm cẩn thận xe cộ. Xét về cung phi, xem bói tử vi năm 1985 trong năm 2024, cung phi của người này sinh năm Ly, ngũ hành hỏa, gặp cung phi trấn ngũ hành mộc của năm Giáp Thìn là sinh khí. Sinh khí mang ý nghĩa về sao tốt. Đây là sao thể hiện việc mưu cầu danh lợi trong năm của chủ mệnh tương đối tốt. Bên cạnh đó thì công việc dễ mở mang thêm. Ngoài ra, khi xét cung phi của năm có ngũ hành mộc tương sinh do ngũ hành cung phi của tuổi này nên chủ về gia đạo trong năm có tin vui, đồng thời đưa tới những may mắn về công việc và được quý nhân giúp đỡ. Đối với năm Giáp Thìn thì lại không tốt về tình cảm gia đình, trong nhà thiếu hòa khí và mưu cầu về làm ăn trong năm nay thường là bất lợi, sức khỏe không được tốt, lưu ý chân tay cẩn thận. Ngoài ra, trong năm này mưu cầu về công việc cũng đều khó khăn, xuất hành đi xa thì gặp nhiều bất lợi và có thị phi đưa tới trong năm nay. Thứ hai, xem tử vi Ất Sửu năm 2024 theo sao hạn. Năm 2024 Ất Sửu 1985.
Theo sao hạn, nam mạng gặp sao Thái Bạch, nữ mạng gặp sao Thái Âm. Sao Thái Bạch chiếu mạng Ất Sửu 1985 nam mạng. Sao Thái Bạch là một trong số những hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi gặp hạn sao Thái Bạch chiếu mệnh, thường hao tiền tốn bạc tài sản lớn, gặp nhiều kẻ xấu hãm hại, rắc rối với luật pháp, nên kiêng kỵ vì dễ mắc các bệnh về nội tạng. Người ăn ở mất âm đức khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn hơn bởi kim tinh là hung tinh chủ về hung vận. Kim tinh còn được gọi là chiều dương tinh, ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỷ, thêm nhân khẩu hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao Thái Bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ, ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy hết năng lực của bản thân. Trong khi đó người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì cũng cần lưu tâm chú ý, cẩn trọng việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi cần phải xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn nhún nhường sẽ có lợi hơn. Thái Bạch hạn ấy nặng thay, nam nữ máu huyết kỵ giày gươm đào, kim tinh bạch hổ vì sao, cứ mặc áo trắng chiếu vào phương Tây, cưới gả tạo lập ra đường, tháng năm kỵ lắm tổn thương chẳng hiền, bị ai tang khó hao tiền, không tai cũng bệnh trong năm khỏi nào, có người cũng nhẹ không sao, có người bị vướng tù lao giam cầm, cũng nên tích đức thiện tâm, quý nhân phù trợ ai đau được mình. Theo như ý tứ trong bài thơ thì gặp hạn sao Thái Bạch thì thường hạn rất nặng đối với cả nam mệnh và nữ mệnh. Nhiều người gặp tai nạn huyết quang, thương tích máu me, nhiều người bị bệnh tật mãn tính khó khỏi, những người khác trong họ hàng gặp việc tang chế, mất mát u buồn, tình hình xấu nhất có thể vướng vào lao lý hình ngục, bị truy tố trước pháp luật và thụ án. Hai câu cuối của bài thơ về sao Thái Bạch khuyên những người gặp hạn này nên tu nhân tích đức, hiếu thảo, trên kính dưới nhường, làm nhiều việc thiện, quyên góp ủng hộ cho công tác từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ tật nguyền. B. Sao Thái Âm chiếu mạng tuổi Ất Sửu 1985 nữ cho mạng. Sao Thái Âm thuộc chòm sao Bắc Đầu Tinh, tính âm thủy nên thường gọi là nguyệt. Sao Thái Âm là cát tinh trong chòm sao Thiên Đậu, hóa khí là phú giàu và tài bạch là chủ cung điền trạch. Tiền tài của sao Thái Âm được do tích lũy dần, một đời tiền bạc ổn định thuộc tính âm dương của sao Thái Âm là âm thủy, là tinh túy của nước. Sao Thái Âm thường mang tới cho người phụ nữ sự điều hòa, luôn vui vẻ hạnh phúc, có tiền tài và được thỏa mãn những ước mơ của mình. Phụ nữ đang thai nghén mà được Thái Âm chiếu mạng, nếu sinh con gái thì sẽ nết na thủy mị, nghiêm trang, duyên dáng và sau này sẽ thành một thiếu nữ kiểu diễm, có thể trở nên một chàng quốc sắc thiên hương. Còn nếu sinh con trai thì đây sẽ là một chàng trai đa cảm, ít nói, hiền lành, yêu thích các môn khoa học và sau này có thể trở nhà thành nhà triết học, tu sĩ hay nhà toán học. Nếu nam giới được sao Thái Âm chiếu mạng thì sẽ được bạn bè là nữ giới giúp đỡ, đặc biệt là về tiền bạc. Thế nên, sao Thái Âm còn được gọi là tài tình. Với những người chưa lập gia đình thì có thể gặp được tình duyên kỳ ngộ hoặc sẽ lập gia đình trong năm nay. Người có sau này sẽ kết tinh làm ăn phát đạt, mọi chuyện hanh thông vào tháng 9. Tuy nhiên, những người gặp năm có sao Thái Âm chiếu mệnh thì tháng 11 âm lịch kỵ sinh đẻ cho nữ giới hay bệnh hoạn nam giới. Năm nào gặp sao Thái Âm chiếu mệnh thì xin chúc mừng, bởi trong năm dường như mọi việc đều thuận thành như ý muốn, làm gì cũng hanh thông, tiền của rủng rỉnh đầy túi, đôi lúc làm chơi mà ăn thiệt, cuộc sống giàu sang sung túc hơn người. Nếu bạn đang có ý định làm ăn lớn thì hãy vận dụng khí may mắn từ sao Thái Âm chiếu mệnh mà nhanh chóng tiến hành, tin chắc mọi việc sẽ thành công hơn cả mong đợi. Tuy nhiên, cũng không nên quá chủ quan, không kẻo tiền mất tật mang. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thái Âm như sau. Thái Âm chiếu mệnh năm nay khỏi bị đau mắt chặt tay chẹo giò, đàn ông ít nặng nhẹ lo, đàn bà khẩu thiệt đôi co quấy dày, thân nhân lân cận chẳng hòa, nói hành nói lén vậy mà sau lưng, ốm đau qua khỏi thì mừng, hao tài tốn sức ta đừng có than. Bản mệnh chẳng vững không an, phùng người phán phúc vu oan cho mình, đất bằng sóng dậy thình lình, câu trận chiếu mệnh không nên chống lại. Xét theo niên hạn, năm 2024 Ất Sửu 1985, nam mạng gặp thiên tinh, còn nữ mạng gặp tam kheo. A. Hạn thiên tinh chiếu mạng Ất Sửu 1985, nam mạng. Hạn thiên tinh là một hạn xấu, ảnh hưởng tới sức khỏe và dễ mắc kiện cáo rắc rối pháp luật. Trong tất cả 8 hạn mà con người mắc phải trong chu kỳ vận hạn theo đuổi, thì hạn thiên tinh sẽ là một trong những hạn nặng nhất đối với người phụ nữ.
Người mắc phải hạn này nếu không cẩn thận sẽ gặp cú sốc rất lớn cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Nhắc đến hạn thiên tinh, người xưa có câu thơ như sau: thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình, có nghĩa thiên tinh là hạn xấu chủ về sức khỏe kiện cáo, nhất là các căn bệnh về đường tiêu hóa, đường ruột, bị ngộ độc thực phẩm không kịp điều trị, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Hạn thiên tinh là hạn nặng nhất với chị em phụ nữ, mặc dù tiểu hạn thiên tinh không quá nguy hại đến cái chết, nhưng chính những mâu thuẫn xung đột khiến các mối quan hệ ngày càng xa cách, cuộc sống dần trở nên cô lập và lẻ loi. Những hệ lụy từ hạn thiên tinh điển hình như trong làm ăn gặp phải kẻ xấu vu khống khiến sự nghiệp lao dốc không phanh. Vì tiếng đồn xa nên chẳng còn ai tin tưởng và làm ăn chung nữa, cũng từ đó công việc làm ăn không còn thuận thành như trước. Trong cuộc sống thì các mối quan hệ dần xa cách bởi những tiếng đùa giỡn vô tình dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có. Chính sự hiểu lầm dẫn đến những cuộc tranh cãi xung đột khiến tình cảm ấy chia cách, tình cảm bị chia ly bởi lời châm biếm đố kỵ của người thứ ba, kẻ xấu vu khống những điều không tốt về bạn. Tin xấu đồn xa khiến cho mọi người xung quanh cũng tìm cách xa lánh, đặc biệt khi chịu tiếng oan mà không giải thích được cảm xúc dâng trào, rồi có những hành động lời lẽ sai trái khiến đôi bên xung đột đến kiện tụng ra tòa. Nguy hiểm hơn khi không kiềm chế được cảm xúc dẫn đến án mạng thương vong. B. Hạn tam kheo chiếu mạng tuổi Ất Sửu 1985 nữ mạng. Tam kheo là hạn chủ về vấn đề liên quan tới sức khỏe. Người gặp hạn tam kheo có nguy cơ bị các bệnh về xương khớp tay chân. Vì thế nên tránh những nơi đông người, hạn chế phát sinh mâu thuẫn vì có thể dẫn tới xô xát mà gây ra chấn thương. Cũng không nên ở những nơi ẩm thấp khiến cho bệnh xương khớp bị ảnh hưởng. Ngoài ra thì cũng đề phòng các phần chấn thương ngoại khoa. Từ xưa ông cha ta đã lưu truyền câu nói tam kheo thống nhãn thương thủ túc. Nội dung câu này nhằm đề cập tới những vấn đề mà người có hạn tam kheo sẽ phải gánh chịu trong suốt thời gian của năm hạn đó. Về sức khỏe, những người có hạn tam kheo trong năm cần chú ý chứng phong thấp cũng như là thương tích về tay chân mà mình gặp phải trong sinh hoạt thường ngày. Theo đó, có thể có những việc trong gia đình hoặc người thân có chuyện cũng sẽ gây ra những điều này cho cuộc sống của bạn. Như vậy, căn cứ theo ý nghĩ của câu thơ trên thì hạn tam kheo chủ về sức khỏe, đương số gặp hạn này thường bị đau mắt tay chân. Những tuổi gặp hạn tam kheo có thể sẽ bị suy giảm về thị lực, đau mắt cận thị. Một số người khác có thể mắc các bệnh liên quan đến xương khớp tay chân hoặc té ngã dẫn đến tay chân bị thương tích. Theo nhiều tài liệu đáng tin cậy khác thì ngoài sức khỏe, đề phòng các bệnh về mắt tay chân, những người gặp hạn tam kheo có thể gặp phải thị phi cãi vã, nhiều người bị xung quanh lên án, phê phán và châm biếm đả kích. Những cú sốc hay là áp lực về tâm lý sẽ rất lớn. Thứ ba, xem tử vi Ất Sửu năm 2024, theo vận niên, Long Đắc Vũ tức là Long Ngộ Vân, được hiểu là rồng gặp mây, vận niên tốt. Với vận niên này, chủ mệnh có nhiều năm dự định lớn tiến hành, khởi đầu sẽ gặp khó khăn nhưng về sau sẽ xuôi thuận. Bản thân chỉ cần luôn quyết tâm và cố gắng sẽ có được thành quả tốt đẹp. Xuất hành năm này đi xa có cơ hội lớn, đường công danh có thể gây khó khăn nhưng may mắn là luôn được giúp đỡ nên có thể đạt được thành tựu. Bạn mới trong năm kết giao nên suy xét kỹ lưỡng. Thứ tư, xem vận hạn Ất Sửu năm 2024 theo tuổi âm. Vừa phạm thái tuế lại vừa gặp hạn tam tai năm 2024 sẽ mang tới không ít thử thách cho đương số. Mục tiêu có thể thường xuyên phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình nên thích ứng linh hoạt để hạn chế rủi ro. Đây cũng là năm nên giữ tâm thái tích cực, duy trì công việc dang dở, hạn chế bỏ dở. 3. Đánh giá chung về tử vi năm 2024 tuổi Ất Sửu. Tuổi Ất Sửu 2024 về mặt sự nghiệp, người tuổi Ất Sửu 1985 rơi vào bố cục tương hình và thương quan tọa tỷ kiên, nghĩa là công việc sẽ gặp nhiều điểm bất cát, ý chí không kiên định, dễ thay đổi. Khi làm việc thì khó tập trung hay quên nên không hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Tử vi Ất Sửu năm 2024 làm việc do dự, không quyết đoán, khi làm việc lại thiếu năng lực phán đoán nên dễ bị sai sót trong tiền bạc. Quan hệ với anh em đồng nghiệp không tốt nên không có sự giúp đỡ mà có cơ hội kiếm tiền. Người tuổi Ất Sửu gặp nhiều khó khăn nên tài vận khó phát bởi bố cục thương quan tọa tỷ kiên sẽ tiêu hao can khí nên đương số có quan hệ bất lợi với thái tuế nên sẽ gặp chuyện không may. Chủ yếu kinh tế của bản mệnh sẽ không được sung túc, không thích tiết kiệm được nhiều. Tử vi Ất Sửu 2024 gặp vấn đề xấu trong gia đình, vợ chồng bất hòa, nhiều thông tin không đồng nhất, quan hệ với người thân cũng không được tốt. Người mới yêu hay vừa mới kết hôn cũng sẽ phát sinh thị phi, có điểm bất hòa với người lớn tuổi trong nhà. Vợ chồng không tôn trọng lẫn nhau sẽ vạch dày vò lẫn nhau. Quan hệ của người tuổi này với cha mẹ cũng không tốt, mỏng manh, dễ mâu thuẫn.
Tử vi Ất Sửu 2024 về mặt sức khỏe cho vay người sinh năm 1985 gặp bố cục thương quan tiêu hao tỷ kiên nên cần phải đề phòng các tổn thương đến cơ thể do giao kéo. Ngoài ra trong năm, người sinh năm 1985 sẽ xuất hiện việc phẫu thuật liên quan đến xương cốt, mặt nội tạng, đề phòng bệnh liên quan đến gan và dạ dày. 4. Xem tử vi tuổi Ất Sửu 12 tháng năm 2024, tử vi tháng 1. Trong tháng riêng, sự nghiệp của tuổi Ất Sửu có thể phải đối mặt với những áp lực nhất định, những yêu cầu có phần khắt khe từ cấp trên khiến cho bạn tốn thời gian để làm quen và thích nghi, ảnh hưởng tới khả năng thể hiện năng lực của mình. Tài lộc có sự tăng tiến nhưng chi tiêu cũng tăng lên, nếu không căn ke và quản lý tiền bạc hợp lý, bạn rất dễ gặp áp lực về mặt tài chính. Tháng này cũng không thích hợp tham gia đầu tư, nhất là về lĩnh vực bất động sản. Bù lại, cung đào hoa trong tháng rộng mở, con giáp này nếu còn độc thân sẽ dễ gặp được người khác phái phù hợp với yêu cầu của bản thân, đôi bên đều có ấn tượng tốt về nhau. Tử vi tháng 2, đây là tháng Ất Sửu có thể chịu nhiều áp lực về mặt kinh tế, tài chính, do eo hẹp nhắc nhở bản mệnh cần có những tính toán thận trọng, đặc biệt con giáp này trở nên tham gia đầu tư mạo hiểm hay nghe theo lời rủ rê. Tình hình sức khỏe cũng có thể gặp phải những bất lợi nhất định, có hung tinh nhập mệnh, Ất Sửu có thể bị va quệt, tai nạn, thương tổn thân thể. Tháng này cũng nên chú ý lời nói và hành động, kẻo xảy ra xô xát, đánh nhau. Tử vi tháng 3. Trong tháng 3 năm 2024, Ất Sửu chưa có nhiều sự đột phá trong công việc, cạnh tranh vẫn khá cao. Bạn phải tự thân vận động và nỗ lực hơn, chứ không thể dựa dẫm vào bất cứ ai. Đối thủ cũng có thể gây ra nhiều bất lợi, bạn nên chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống. Tháng này cũng sẽ đề cao sự dứt khoát, nếu có cơ hội phát triển, bạn chớ nên chần chừ, có như vậy mới không bỏ lỡ những cơ hội lớn cho mình. Tử vi tháng 4, vận trình của tuổi Ất Sửu có nhiều sự thăng tiến hơn trong tháng 4 này. Các dự án hợp tác đánh giá chất lượng đều gặp nhiều thuận lợi. Mối quan hệ xã giao đều tốt đẹp đem đến cho bạn không ít cơ hội ngon ăn. Những người đang trong quá trình xin việc, tìm việc cũng sẽ nhận được sự quan tâm, nâng đỡ của quý nhân, đạt được điều mà mình muốn. Tử vi tháng 5, bạn vẫn sẽ giữ được phong độ phát triển từ 4 tháng trước đó, nhưng cũng sẽ không còn suôn sẻ một bề như trước bởi đối thủ cạnh tranh sẽ không dễ gì để bạn dễ dàng vượt qua. Tháng này tuổi Ất Sửu có thể sẽ thấy cơ hội không còn dành riêng cho mình. Điều này đòi hỏi bạn phải tăng tốc và nỗ lực nhiều hơn để có thể không đánh mất lợi thế. Cũng trong tháng này, bạn có thể sẽ phát sinh thêm nhiều khoản chi tiêu ngoài dự tính, có thể là vấn đề liên quan tới gia đình hoặc các chi phí sinh hoạt. Vấn đề tình cảm, tuổi Ất Sửu đón đào hoa trong tháng 5 này dễ có những cảm xúc ngọt ngào đáng nhớ. Tử vi tháng 6, tuổi Ất Sửu có thể gặp vài vấn đề biến động ở trong sự nghiệp. Rất tiếc đều theo chiều hướng tích cực, công việc của bạn không quá suôn sẻ, nguyên nhân cũng do cái tính bướng bỉnh và cứng đầu của bạn gây ra. Thậm chí bạn có thể gặp xích mích trong nội bộ, ảnh hưởng ít nhiều đến tinh thần làm việc. Tháng này sẽ không thích hợp để tiến hành các dự án liên quan đến bất động sản, sẽ bị thua lỗ do lỗi của thị trường biến động hay do tiểu nhân lừa lọc. Con giáp này vẫn có cơ hội kiếm tiền trong tháng này nhưng không quá rõ ràng. Nếu bạn chủ động tranh giành thì sẽ có được những phần thắng. Nhưng cũng không nên bốc đồng hay bất chấp tất cả, kẻo được thì ít mà thua lỗ thì nhiều. Tử vi tháng 7, tháng 7 năm 2024 âm lịch, Ất Sửu đón đào hoa ngập lối, chuyện tình cảm có những bước tiến bất ngờ. Không chỉ chuyện tình cảm, phương diện tài lộc cũng có thu hoạch nhất định. Sự uy tín đã giúp bạn tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường, giữ được nguồn khách hàng ổn định. Tuy nhiên, cạm bẫy và lừa đảo vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bạn vẫn nên tỉnh táo và sáng suốt khi đưa ra quyết định. Tử vi tháng 8, nếu là người đang trong quá trình phấn đấu cho sự nghiệp cá nhân, chờ đợi một cơ hội để được thăng quan tiến chức, tháng này bạn có thể sẽ chiếm được ưu thế rõ ràng, rất có lợi cho đường tiến thân sau này. Các dự án đòi hỏi sự hợp tác cũng như thúc đẩy mạnh mẽ và tiến hành trôi chảy hơn trong tháng này, hiệu suất nhiều khi vượt cả mong đợi của bạn. Ngoài ra, nhân duyên Ất Sửu cũng có dấu hiệu rộng mở trong tháng, có thể giải quyết một số khúc mắc từ trước đó. Nhiều người có mở rộng mối quan hệ, giao lưu kết bạn nhiều hơn và gặp được người có chung lý tưởng. Tử vi tháng 9, tuổi Ất Sửu có thể sẽ khá đau đầu khi chưa thể tìm ra được cách giải quyết những xích mích với đồng nghiệp trong tháng này. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần làm việc của bạn, hiệu suất cũng có thể vì thế mà bị sụt giảm.
Nếu bạn không thể xử lý ổn thỏa, cấp trên sẽ can thiệp vào vấn đề sẽ không đơn giản như hiện tại đâu. Bù lại tháng này mà tâm lý của Ất Sửu cũng trở nên vội vàng hơn, nhất là trong chuyện tình cảm cá nhân. Những tổn thương quá khứ không còn là nỗi dằn vặt với bạn, con giáp này càng thêm trân trọng cuộc sống của bản thân hơn. Tử vi tháng 10, tuổi Ất Sửu sẽ tăng cường học hỏi, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao chuyên môn cho bản thân trong tháng 10 năm 2024 này. Có như vậy, bạn mới không bỏ lỡ những cơ hội phát triển trong sự nghiệp. Đôi khi, cơ hội tới nhưng bản thân lại chưa đủ năng lực để đón nhận. Cuối cùng, bỏ lỡ rất đáng tiếc. Những người kinh doanh nên kiềm chế lòng tham và ham muốn của mình, đừng tham gia vào những lĩnh vực mình không chắc chắn. Đầu tư mạo hiểm có thể sẽ thu được những món lợi không nhỏ, nhưng rủi ro kèm theo cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Tử vi tháng 11, đây sẽ là một tháng có nhiều thu hoạch bất ngờ với tuổi Ất Sửu, đặc biệt là ở phương diện tài chính. Bạn có nhiều cơ hội để tìm được những khách hàng tiềm năng và phù hợp với chiến lược mà bạn muốn hướng tới. Hiệu quả công việc sẽ được nâng cao cũng sẽ kéo theo những thu nhập khởi sắc. Nhưng dù có nhiều tiền đến đâu, bạn cũng không nên vội vàng dấn thân vào những dự án đầu tư mà bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm. Đừng chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt mà mơ đạt được những lợi nhuận cao trong khi bản thân không cần bỏ ra quá nhiều công sức. Nếu không cẩn thận, bạn không chỉ có nguy cơ thua lỗ mà còn có thể vi phạm pháp luật, dẫn đến những nguy cơ không đáng có. Tử vi tháng 12, tháng này Ất Sửu có tâm lý muốn phản kháng chống đối lại những quy định nghiêm ngặt tại nơi làm việc. Bạn cho rằng chúng đang kìm hãm sự phát triển của bản thân và bày tỏ thái độ rõ ràng. Bạn có thể đề bạt ý kiến với cấp trên nhưng cũng nên chú ý thái độ của bản thân, trở nên vượt quyền. Lưu ý rằng trong tháng này có hung tinh chiếu mệnh, bạn không nên chơi bài bạc đỏ đen hoặc tham gia đầu tư mạo hiểm, nếu không cũng sẽ gây ra những tổn thất nhất định.